Alo, em nghe ạ. Ah, добрый день. À, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Đấy. À, здравствуйте uh, <laughs> à, là chào những người xa lạ và những người mà chúng ta gặp lần đầu tiên hoặc là chúng ta đi công sở đấy. Chúng ta gọi здравствуйте yeah. đấy. Hoặc là những người ví dụ giáo viên trong nhà trường, đại học chẳng hạn ví dụ thế chúng ta gặp chúng ta có thể nói здравствуйте đấy. Thế còn chúng ta chào thân mật hơn thì добрый день. Добрый вечер. Добрый. Dobrý утро. Đấy. Đã, Thế thì em xem cái bài video mà thầy giáo gửi cho em được mấy lần? À, em xem một lần những khúc quan à. trọng thì em xem, em xem lại. À. Rồi rồi. Ok. Thế thì tốt rồi. ta rất Thế ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu uh, bài hai. À, thì thầy giáo thử nghiệm dạy em là chương trình dạy nhanh đấy, dạy nhanh. Chúng ta dạ. à, nếu mà mà nhanh quá thì em sẽ bảo thầy nhanh quá không theo không theo kịp đấy. Thầy giáo sẽ dạy chậm lại. Kết đấy, đấy. Đây, khá là Thế thì hôm à. nay chúng ta sẽ học phần bài là Prefixia. Chúng ta có từ Prefixia. Prefixia. Prefixia có nghĩa là là về nghề nghiệp. Đấy. À, nghề nghiệp. À, chọn âm nó sẽ rơi vào đây. Prefixia. Đấy. À, Prefixia. Đấy, chọn âm rơi vào đây. Prefixia. À, lưu ý trong chữ này à, có hai chữ s, đấy, hai chữ s đó hai chữ cái uh, prefix sia đấy prefix khi viết thì chúng ta đừng quên cái chữ cái này đấy prefix sia cái khác nhau prefix có nghĩa là nghề nghiệp đấy nghề nghiệp hỏi về nghề nghiệp người ta sẽ hỏi tốt với tốt với uh, tốt với là uh, anh chị làm nghề gì tốt với đấy à, ví dụ chúng ta hỏi ông cụ này tốt với tốt với à uh, ổn cái gì vậy ya mariak ya mar -yak. Mar -yak. đấy Maria, Ya yeah, Maria là tôi là thủy thủ. Tôi là thủy thủ. À thế còn anh chàng này. Anh chàng này đang gì đây? Ôn Paiyot đấy. Ôn Paiyot. À anh ta đang hát đúng không? Anh ta đang hát. À ông... Kto ông? Kto ông? ôn to ôn. To ôn. Ôn artist. Artist. À? Ôn artist. Em nói nào. Ôn artist. Ôn artist, chist à, ôn artist. Artist. chist À, ôn ar-chist. artist. 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 À, Ar, ta... Ar, à khá là cô là ai? cô ấy là ai? Cuối ấy là ai đấy? Anna. Anna engineer. Engineer. Anna engineer. Đấy, Anna engineer. À, cô ta là kỹ sư. Ta khá là Thế thì, đó là cái cách hỏi về nghề nghiệp đấy. À, ví dụ bây giờ thì giáo sẽ hỏi em. Tốt tươi? Tốt tươi? À em nói sao? Я студентка. Я студентка. хорошо. Я uh, студентка. Yeah, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một uh, hai cái bức hình này đấy. Hai bức hình này. Bây giờ chúng ta sẽ có một anh chàng này đấy. Anh chàng này. À, thì giáo sẽ hỏi em кто это. Nếu nói кто это thì có nghĩa là đây là ai? кто это. Em sẽ trả lời như thế nào? Đây người ta cho thông tin Это Сергей. Это Сергей. Đây. Это yeah. Сергей.

on musician on musician on musician đấy à anh ta là nhạc công đấy nhạc công nhạc công tức là người chỉ có đánh nhạc thôi đấy chứ không viết nhạc không viết ra không viết ra được bản nhạc mà chỉ nhìn bản nhạc xong đánh theo đấy gọi là musician musician. thể chúng ta sẽ có hai bức hình này đấy à Thì ta sẽ hỏi em ở đây có một cái từ này từ khó đọc đấy. Stewardess đấy stewardess em đọc này siêu ở đây siêu đấy siêu chúng ta nhìn thấy cái âm đờ này là âm đờ cứng đấy siêu ở và cũng có hai Ardessa. cũng có hai chữ cái đấy siêu đấy là à, tiếp viên hàng không đấy tiếp viên hàng không thế thì nó sẽ hỏi em это eta 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 nina eta nina кто Она а, стюардесса. да? Она арадеса, да? А, так хорошо. Теперь как бы а, кто это? Это Денис. Денис. Это Денис. Денис. Денис, да? И кто он? Он Повар. Он Повар. Он Повар, да? Он Повар. Так Повар, да? Так повар. хорошо. Он Повар. Он Повар, да? Так хорошо. À, chúng ta sẽ có tiếp hai bức ảnh này đấy à, Kto ete ete et yana yan đấy ete yan đấy ikto ana 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 fata -ma à, madel fata madel fata madel fata -ma -ma đấy à chữ D này chúng ta cũng đọc ngắn à đọc cứng nữa đấy à, fata madel fata madel đấy fata -ma là à, người mẫu ảnh, người mẫu chuyên chụp ảnh. ta krascho ikto ete ikto ete ete andre ete andre ikto on on kudosny on kudosny, on kudosny. ta à thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã học xong về cái cách mà nói về nghề nghiệp đấy. nói nghề nghiệp thì hỏi tôi on, tôi on, tôi ăn nà, tôi ăn gì, chúng ta có thể giải thích đấy. À, chỉ những cái danh từ chỉ nghề nghiệp krascho đấy. ta, à, bây giờ thì ta sẽ hỏi em nhé sẽ hỏi em à, à tốt tươi po prafiesi tốt tươi po prafiesi à, po đây từ tốt tươi po là em làm nghề gì tốt tươi po prafiesi tốt po yeah. prafiesi à, tốt tươi po, po prafiesi uh, Ya yeah, student. Ya yeah, student, Кто твой а, отец? Кто твой отец по профессии? Твой отец, наверное, а, Хорошо. Кто твой отец по профессии? А, мой отец а, инженер. Он инженер, да? Кто твоя мама? Мама по мама, профессии? А, мама а, домохозяйка. А, она домохозяйка, хорошо. Кто твоя сестра? сестра по а, профессии? У меня нет сестры. У тебя се нет сестры, да? Нет сестры. А, а кто твой брат сестры. по профессии? А, мой брат, а, он а, инженер. Он тоже инженер, да? Хорошо. Да. Ты кто твой друг по профессии? А, а, мой друг. А, по профессии? А, а,

nó già nua đấy, Cho nên chúng ta sẽ nói môi đục môi đục ra bột nhức đấy ra bột nhức bàn cả đấy bàn cả môi đục ra bột bàn cả à thế có nghĩa là gì à, bạn của em là là nhân viên nhà băng đấy nhân viên ngân hàng đấy nhân viên ngân hàng nghe từ ra bột nhức bàn cả nghe nó trẻ trung hơn đấy à nghe từ ban kỳ rồi đấy ban kỳ nghe nó à, nghe nó như, như một ông già đúng không đấy Quá <laughs> nhạt à. Thế à, Như vậy là chúng ta đã học xong về phần nói về nghề nghiệp Bây giờ chúng ta sẽ có um, câu hỏi như thế này đây, Câu hỏi chúng ta thường uh, à, Đây là khi uh, à, gặp nhau Chúng ta thường hay hỏi Cách điều là Cách điều là Chúng ta sẽ trả lời sao nào à, Chúng ta có từ thứ nhất là gì Прекрасно, Đấy Прекрасно, à, Đấy Прекрасно, Đó là, là gì Là tuyệt vời đúng không Прекрасно. Prekrasna Em nói là Prekrasna

А, совсем, совсем не хорошо, да? Плохо, плохо, да? А, ты, а, всё, а ты всё, Как дела? Хорошо. Да? А, а, прекрасно, да? Прекрасно, а, прекрасно да? А, Как дела? Хорошо. Как, <дела>? как дела? Хорошо. Хорошо, как дела? Нормально. Нормально, нормально, да? Нормально. Нормально, Нормально, да? Normal. 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 Li, li, li. À, à thế được rồi. Thì nãy chúng ta sẽ học cái cái âm mềm này đấy. Ничего. Как дела? Ничего. Ничего. Как дела? Ничего. Как дела? Плохо. Плохо, да? Плохо, да? А почему плохо? Tại sao lại плохо? Bởi vì, ну, я заболела, да? Я заболела. Em bị ốm, да? em bị ốm. Так, дела плохо, да? плохие дела. Так, ну, хорошо. Thì như vậy là đó là câu hỏi mà thông thường vào đầu giờ học thì giáo hay hỏi các em, да? Ну, как дела? Ну, хорошо đấy hoặc là naraman ở những đấy đó thế như vậy là à, chúng ta chuẩn bị à, khi mà à, giao tiếp à, hỏi nhau thì bao giờ người ta cũng hỏi như vậy đấy người ta hỏi như vậy. cả à, tiếp theo à, ngay đây chúng ta sẽ lưu ý cái âm mềm đấy, âm mềm vừa rồi em nó không nói được cái âm mềm đó âm mềm à, dấu mềm dấu mềm nó là mềm hóa phụ âm là mềm hóa phụ âm đó à, ví dụ chúng ta có âm à, khi nói Brat Brat. Đó thì là người anh em trai đấy. À, còn đây là Brat. À, đấy, Brat. À đây là thành Brat. Đấy, Brat. Thì lại là à, động từ đấy. Đây là verb đấy. À, thế còn đây là danh từ đấy. À, đây là danh từ đấy. À, Brat. Thế còn Brat là à, là verb đấy, là động từ. Động từ thì có nghĩa là cầm cầm cái gì đó đấy. Yebiru kanyigu đấy. Yebiru kanyigu là tôi đang cầm một quyển sách đấy nhiều tôi tôi sẽ tôi đang lấy một cuốn sách cầm lấy cầm lấy cái gì đó đấy nhiều tôi lấy cơm này ý à ít sụp đấy tôi lấy cơm này lấy lấy thịt này rồi là lấy canh này đấy thì chúng ta sẽ nói cái động tác Brach đấy brat này có nghĩa là chúng ta đưa tay ra để lấy một cái gì đó hành động lúc đó đấy hành động để lấy một cái gì đó grab đấy ta chúng ta có từ stall stall là trở thành ai đó đấy stall cậu ta trở thành một bác sĩ đấy. Và à, có danh từ, à đây là động từ đúng không? Star là danh từ à động từ stahl. trở thành ai đó. Thế còn star star đấy. là là thép, thép là kim loại đấy. À em stahl. em nghe thầy thấy giáo nói là gì nào? Đây là star, đây là stali, đây là đấy đấy À star. Đúng rồi, có nghĩa là khi mà chúng nó ta nói cái âm L mềm này thì chúng ta phải rộng miệng đấy nhé rộng miệng rộng à, rộng miệng rộng rộng hết ra đấy đó style nhé à chúng ta nghe thấy style nhé đấy style nhé và chúng ta nghe thấy là cảm tưởng như bên khóe miệng nó có những cái nếp nhăn như thế này đấy rộng miệng đấy đấy đó ta style đi. style đi. style, đấy đó bây giờ chúng ta có từ mèo mèo có nghĩa là một cục phấn à cục phấn viết đấy ở trong lớp trong lớp có cái bảng để viết và có những cục phấn thì người ta gọi là mèo đấy mèo thế và à, có từ miền miền đấy miền Miel. miền Miel. 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 Là, là cái doi đất à, miền là, là cái doi đất à, thế nào là cái doi đất à, ví dụ như là ở ngoài sông ấy, à, em có bao giờ về quê em có sông không về quê có sông yeah. đấy à, khi chúng ta về quê có sông thì à, đôi khi ở những cái dọc những cái bờ sông ấy là nó có cái roi, roi đất nó nhô ra đấy doi à, đất nó nhô ra ngoài nước ấy. đấy đó thì lúc đó người ta gọi là miền đấy miền và à, cũng chính vì vậy kể cả trên mặt biển vậy đấy kể cả trên mặt biển À, ví dụ như là đây là dòng sông nó như thế này đấy, dòng sông như thế này, thế đây, đây 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 là có cái đồi đất nó nhô ra như thế này đấy, nó nhô ra ngoài đấy, à, đây là dòng nước chảy. Thế thì thuyền đi, thuyền tàu thuyền đi đến đây thì nó không biết nó đi vào đây nên là nó mới đâm phải cái đồi đất này nó, nên nó mới mắc cạn vào đây đấy, mắc cạn vào, à, mắc cạn. Thì gọi là Siết sí na miền đấy, cs sí na miền là ngồi vào cái đồi đất. Tiếng Việt À tiếng Nga là ngồi vào cái đồi đất đấy. À, thế thì à, người ta có cái câu là năm đấy na, miền", đây, na" na namili ta cứ như thế à mượt rồi rồi xíu đấy đấy đó chúng ta có câu là namili na miili na -mi đấy à, miềng khi sang cách 6 đi với dây từ na sẽ thành namili đấy tức là bị mắc cạn đấy à lốt ca namili đấy là cái thuyền nó bị mắc cạn chúng à, ta có từ lốt ca namili đấy lốt ca namili đó là một câu hoàn thiện lốt ca namili namili là một cái thuyền nó bị mắc cạn đấy à thế thì thì ta nói với em để làm cái gì bởi vì ở trong tiếng nga có một cái câu như này giá nó mới lý giá nó cái thuyền nó bị mắc cạn thì được chứ còn còn tôi mắc cạn sao được đấy tôi mắc cạn sao được vậy thì người ta nói giá nó với cái nghĩa rằng là tôi đang gặp khó khăn đấy tôi đang gặp khó khăn là là tôi bị hết tiền chẳng hạn đấy à bây giờ bây giờ có em sang bên đó học có bạn gái người nga à, bạn ấy bảo à, cậu có tiền cho tớ vay hai nghìn rúp đấy À, em nói ya à, có nghĩa là tôi đang cũng đang hết tiền rồi đấy, đấy. đó có nghĩa là tôi hết tiền rồi. Đấy, thì lúc đó người ta sử dụng cái từ với cái thành ngữ đây là thành ngữ đấy thành ngữ với cái danh từ miền miền đó à, u gương à, chúng ta có từ u gương u là u là một cái góc à, một cái góc à, góc nhà góc phố chẳng hạn đấy à, nó gọi là u âm rơi vào đây đấy u u à, và và chúng ta có từ u Google đấy, ugly à có L và số mềm đấy. Thì em thấy đây là gì? Chúng ta nói ugly, Google Google Thế còn đây là ugly gần như là cũ ugly đúng không? Ugly. À, nếu tưởng tượng là chúng ta nói cái chữ L và một cái chữ Y rất nhỏ cuối này, đấy. ugly, ugly đấy, Khi chúng nó nói cái âm ly này thì chúng ta sẽ nói được nó mềm đấy có nghĩa là gì cái âm y này nó làm mềm hóa cái phụ âm này đi đó em nói thử xem google 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 à miền 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 à em mới nói mạnh dạn nói chữ ly miền li miền li à google 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 đấy google gần như có chữ i đúng không gần như có chữ y có nghĩa là gì chúng ta để lưỡi vào vị trí phát âm chữ y nhưng mà không nói nó đấy này chúng ta sẽ nói được cái chữ y này đấy à nếu mà bởi vì sao nếu chúng ta nói u gường thì là góc góc tường góc phố đấy thế còn nếu nói u gường thì có nghĩa là than đá than đá thế vậy thì có nghĩa là gì nào nếu chúng ta nói như vậy thì nó cái nghĩa của nó sẽ khác khác đi đúng không đấy à bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ khác là polka đấy polka polka là cái giá sách giá sách à, và polka polka là là một cô gái người ba lan đấy cô gái người, người ba lan ví dụ như là bây giờ chúng ta có cô bạn là gì Irina đấy, Irena, Irena. À, đây là một cô gái người Ba Lan đấy. À, đi đâu chúng ta sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người. À, giới thiệu là gì nào? À, это моя подруга Irena Irina. Anna Polka. À, nếu chúng ta nói Polka mà nói cứng thì nó trở thành là à, đây là cô gái Irena đấy. Cô ấy là cái giá sách đúng Thì à, lúc đó là nó cái nghĩa của nó là người ta hiểu đây là cái giá sách đúng không? Thì cô ấy sẽ rất là tự ái đúng Đấy. À, chúng ta phải nói cô ấy là gì? Anna Polica đấy, Poli, li, li, Polica. Anna Polica là lúc đó thì sẽ hiểu là gì? Cô ấy là người Ba Lan đấy. Krasio đấy, đấy, à, bài nhạc này đấy. Ta Krasio. Chúng ta có động từ говорит, uh, говорит và говорит, говорит. Chúng ta thấy là gì? Dấu mềm ở đây nó làm mềm hóa phù âm và nó làm cho cái động từ говорит là ngôi chia ôn đấy. Thế còn говорит là động từ nguyên thể đấy. Đó. Thì vậy thì đây là một số cái ví dụ với với à, chữ L mềm đấy, L mềm. Như hôm nay hôm nay chúng ta có từ gì nào? Chúng ta hôm nay có từ normal này đấy, normal. Này. a r -l này. À đó. Thì ở đây có âm L mềm đấy. À Narman này đấy. À, bắt buộc em phải nói được cái âm này. Nếu không nói được thì cái cái, cái chữ này nó sẽ không hay đúng không? Đấy. Em nói thử nào. Normal này. Normal. À, đấy, em nói cứng đấy đúng không? Em nói bị cứng normal. normal. Đấy. À, đấy là ma normal đi. Normal này. Normal. Li, li. À, gần như có chữ li đó. Normal này. Normal. À đấy, em normal. luyện nhé. À, em sẽ nói là làm sao là có chữ y nhé. Đầu tiên em cứ nói có chữ y đi. Normal đi. Đấy. Sau đó em rút dần cái chữ y đó là normal lên này, đấy, normal lên này, đấy, normal lên này, đấy. Thì lúc đó là à, cái âm L mềm này sẽ hay đấy à em nói tiếng nga tốt rồi đấy em nói tiếng nga tốt rồi mà em không nói được cái âm à, cái âm âm mềm này thì cái tiếng nga của em nó sẽ trở thành không hay đấy đặc biệt là bây giờ có rất nhiều những cái bạn à, bạn gái bạn trai mà cùng lứa các em mà sinh ra ở nga hoặc là à, được học ở các trường phổ thông của nga từ bé đúng không Đó. các bạn đã nghe luyện được cái âm này rồi đấy à, đến khi các bạn nghe mình nói các bạn nhận ra ngay đấy đúng không đấy vậy thì chúng ta phải cố gắng luyện nó khát sốc đấy Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ có đoạn đối thoại mới. Скажите, пожалуйста, đấy. câu này, à, đoạn đối thoại này là một đoạn đối thoại cửa miệng đấy. Bao giờ chúng ta cũng phải nói nhuần nhuyễn, đấy. Nói nhuần nhuyễn. Скажите, à, пожалуйста, em nói thử nào. Скажите, пожалуйста. Скажите, đấy. À, như vậy rất chuẩn đấy. À, chúng ta phải nhớ là gì? À, bất cứ khi nào chúng ta muốn hỏi cái gì đó thì chúng ta phải nói như vậy đấy à, như vậy là gì à, nếu em nói em nói với tốc độ nhanh nhất là có thể nào à, thế cũng đã được rồi đấy Thế là khá chuẩn rồi à, như vậy chúng ta cần phải nói nó nhanh hơn nữa đấy bởi vì sao cái câu này là, là cái câu nó cần phải có nhưng mà nó không phải là câu chính đấy. À, không phải câu chính người ta muốn muốn nghe à, người ta muốn nghe là nghe cái câu ở đằng sau ấy. Đấy. vậy thì cái câu này nó chỉ có tính chất là để làm gì tập trung sự chú ý thôi thế nhưng mà chúng ta nói được nhuần nhuyễn thì người ta sẽ có một cái cảm giác là ấn tượng là gì chúng ta nói tiếng nga tốt đó đó thế vậy thì bây giờ chúng ta nói скажите пожалуйста что это что это đây là cái gì это Matryoshka это matryoshka là cái gì Búp bê nga bê nga đúng không đấy это đây là con búp bê đấy спасибо. Спасибо. Вокруг чала лези. Пожалуйста. Пожалуйста. Да? Пожалуйста, пожалуйста. Да? пожалуйста. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, как по-русски... А, всегда дай ты ты ганьну. Гудбай, да? А, гудбай. как по-русски? Гудбай, да? А, ты так вот, я хочу, я Скажи, пожалуйста, как по-русски... Так, uh, бед. Я говорю, что? До свидания. А, до свидания, да? До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Па, фига, как у тебя Не за что. Nhe za Trọng âm rơi vào đây. Nhe Nhớ như vậy nhé. À, gần như là ba từ này người ta ghép lại thành một từ. Và trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Hai âm tiết còn lại thì là nó bị nhược hóa. Nó rất là ngắn. Nhe za shita. Nhe za shita. Khá chó. à Khá chó. Скажи, пожалуйста, как по-русски кай о? Зонт. Зонт, да? nào nói dồn dồn đấy dồn âm giờ z z z đúng không z z nó rất là rất là nhẹ thôi đó, đấy dồn dồn em nói lại dồn đấy đúng rồi dont. đó đó dồn đấy скажи пожалуйста как по русски trường học школа 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 đấy trường học là школа скажи пожалуйста как по русски thầy учитель учитель u chi chen li u chi chen li đấy em nói chi chờ u chi chen là là nó bị nó bị quá ngọng đúng không à, bị quá ngọng đấy à thế cho nên là chúng ta phải luyện nó u chi chen li u chen li đấy u chen đấy ta хорошо à скажи пожалуйста как по русски cảm спасибо à đây là gì à спасибо à спасибо đấy mình nói là gì nào spa đấy, À, thì em thấy đây âm này là âm gì nào âm này không có sờ không phải là âm hữu thanh mà là âm vô thanh spa 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 ciba spa ciba đấy spa em nói lại nào spa ciba spa ciba spa ciba spa ciba em vẫn nói sờ em không được nói cái âm này là sờ đấy em nói là spa spa

đó đó thế thì được là ok đấy nói được như vậy là ok shop đấy tá sốạ như vậy là chúng ta đã qua phần dialogue rồi đấy Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo một số cái mẫu câu mới một số mẫu câu mới như sau đấy số mẫu câu mới để chuẩn bị cho cái bài tới của chúng ta đấy sẽ có em sẽ ôn lại kiến thức của em đấy chúng ta thì sẽ hỏi em các cái nhá các cái nhá thế А страна, да и то страна, uh -huh. это, это, это Вьетнам, Вьетнам, например, да? Это Вьетнам, да? Это Вьетнам, какая-то страна, да? Какой это язык? Это язык. Какой-то язык а, это? Вьетнам. А, это, вьетнамский, вьетнамский. это Вьетнамский язык, да?

Je vous. Je vous. Việt Nam gì đấy? Việt Nam gì? Việt Nam gì? Ở à Việt Nam thì có người Việt Nam sống đấy. Với Việt Nam thì vous Việt Nam gì đấy? Đấy. À, mushin mu, Viết để viết được nói nhé. Nhiều em không viết được đấy. À, viết muốn viết được nói thì chúng ta viết chữ chồng trước đó. Meat. 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 Mush, mush đấy. Mush. À, xong rồi chín này đấy. là gì

Вьетнамка, Вьетнам, Вьетнамка, 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 Вьетнамка. И они, и они вместе, вместе. И они вместе, Вьетнамцы, да? Вьетнамцы. Немахо Вьетнамцы, да? живут Вьетнамцы, Вьетнамские мужчина, это Вьетнамец, а Вьетнамская женщина, это Вьетнамка, да? И они вместе, это получается Вьетнамцы, да?

Какая это страна? Это Вьетнам. Это Вьетнам. Какой это язык? Это вьетнамский язык. А это вьетнамский я я и язык, я, 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 я. Я. Я, я, да? Я, 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 я язык. Я язык. Я язык. Я язык. Yeah. Я Зык. Я язык. Я язык. Я язык. Это вьетнамский язык, да? Это вьетнамский язык, да? Кто живет во Вьетнаме? кто живет во, во Вьетнаме? Вьетнам... живут. Живут. Вьетнам. Живут. Вьетнамцы. Вьетнамцы, да? Во Вьетнаме живут вьетнамцы, вьетнамцы, да? Вьетнамцы. <рек Author> <рек Author> «Вьетнамцы. <рек digo>. Хорошо. А как называется вьетнамский мужчина? Как называется вьетнамский мужчина? Вьетнам вьетнамец. А. Вьетнамский мужчина? Это вьетнамец. вьетнамка. Вьетнамец. А. Вьетнамец. Да, вьетнамец. Мужчина. Вьетнамец. Мужчина. Вьетнамский мужчина, Вьетнамец, Вьетнам. Вьетнамец, Вьетнамец, да? Вьетнамец, да? А, как называется вьетнамская женщина? Это Вьетнамка. Это Вьетнамка, да? А, если они вместе, как их называют? Nếu mà họ Как их называют? Вьетнамцы. А Вьетнамцы, да? А, на каком языке они говорят? Они говорят по вьетнамски. Việt. они по вьетнамски, да? Ну так хорошо. Thế như vậy là chúng ta có một số cái mẫu câu như thế này đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học sang một cái bài này. Đấy. bài này chúng ta sẽ học tương tự như vậy đấy. À, thì ta sẽ hỏi em và em sẽ có thể là trả lời được đấy. À, Какая это страна? Это Россия. Это Россия. И какой это язык? Русский язык. Э, а, русский язык. язык, да? Русский язык, да? И кто, а, как язык. называется а, русский мужчина? А, Это Рус... Это русский, да? Это русский. Это русский. А как называется русская женщина? Это русская. Русская, а... да? Русская. русская, да? Да. Как? Хорошо. И а, как, русского зов... как русского зовут? Зовут? А... Его зовут Иван. Его зовут Иван. Как русскую зовут? Ее зовут Маша. Маша, да? Маша. Маша – это Мария, да? Это Мария, да? Я хочу, чтобы она говорила Мария, да? Когда я говорю Маша, да? Маша. Маша. Да, Маша, да? Ааа.

Германия. А, Германия. И как по-Вьетнамски Германия? А... Нык -дык, да? Дык? Германия. Нык -дык, да? Хорошо. Дык -дык. И какой у них язык? Какой в а... Германии язык? В Германии язык, а... язык? немецкий. Язык? Немецкий. Немецкий, да? Немецкий язык. Хорошо. И как называют... Э, как называют... Немец, немецкого мужчину. Немецкого немец. мужчину. Это немец, да? И как Это его зовут? Немец. Как его зовут? Его зовут Клай... Клаус. Клаус. Клаус, Клаус. Да? Клаус. Его зовут Клаус, Клаус да? А как называют а, немецкую женщину? Это немка. Немка, да? Немка. И ее зовут? Немка. Как ее зовут? Ее зовут Петра. Петра, да? Петра, хорошо. И они вместе? Они вместе? Немцы. Немцы. Они вместе, немцы, да? Немцы, русские, вьетнамцы, да? Русские, немцы, да? Мы, вьетнам, да? да. русские, немцы, вьетнамцы, да? На каком языке они говорят? Они говорят по немецки. По немецки, да? Они говорят по немецки. Хорошо. А, а что это за страна? А, это Испания. Испания. И как по вьетнамски Испания? А, и. Исп... А это Тайбанья, да? Тайбанья. Испания, Тайбанья, да? Да, хорошо. Да. А какой у них язык? А, у них испан. à thì ra nói là gì nào u nhí nhích là gì họ có đâu ở họ đấy u nhích là ở họ đấy u nhích à nói là gì nào u đấy nhích là ở họ đấy ở họ ở họ à các cô u nhích kia язык có nghĩa là họ có ngôn ngữ gì đấy họ có ngôn ngữ gì à nhích испанский язык đấy nhích испанский язык đấy nhích язык испанский. Да? họ có ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha đấy. các gia bút Ispanse, các bút Người người đàn Tây Ban Nha tên là gì? Ramon. Ramon đấy, Ramon đấy, à, Ramon đấy. Các à, gia là Ramon đấy. À các зовут bút Испанку. cô gái Tây Ban Nha tên là gì? bút Carmen. Carmen đấy. Carmen đấy. Carmen là cô ta tên là Carmen. Кармен. Кар. А, красивое имя, да? Красивое имя. Кармен, да? Так, Кар. хорошо. И они вместе, получается, они вместе испан... А, испанцы. Испанцы, да? Испанцы. Так, Си. хорошо. И на каком языке они говорят? по испански Они говорят? Они, они говорят? Они

không không biết đấy à, không biết nữa vậy thì nó nằm ở nó nằm ở châu Phi đấy nằm ở châu Phi à, nằm ở à, tây bắc Phi đấy à, tính là gì nó nằm ở sát tận trên cùng của châu Phi và nó nằm ở nằm ở phía phía tây của của châu Phi đấy à, tây bắc châu Phi là Kharao Anjura Anjura nó nằm sát với với Congo đấy nước cộng hòa Congo đấy và là cái eo biển đi vào địa trung hải đấy đó à Anjura

Арабка. Арабка, да? Арабка. Хорошо, Арабка. И Араба, как зовут Араба? его зовут Жушен... Хусейн. 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 Так, Хусейн, хорошо. как зовут арабку, женщину? Ее зовут Раби. Раби, да? Раби, Раби. Так, Раби, это женщина, арабка, да? Хорошо, они вместе, получается, кто? А, они арабы. Они арабы, да? Они арабы. Хорошо, и они Араб. говорят между собой по... на каком языке? Они, они говорят по-арабски. По-арабски, да? По-арабски.

Финский язык. À, у них финский язык, да? У них финский язык. Хорошо. À, как называют, а как называется мужчина в Финляндии? Người đàn ông ở Phần Lan gọi là à. gì? Финни. Fin. 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 Hai chữ N đấy. Fin. Fin, Фин. Đấy. À, một chữ N đọc còn chưa ăn ai? Đọc hai chữ N liền. À, chả hiểu đọc kiểu gì đấy. <laughs> Được không? Đấy. Fin này chúng ta đọc như là một chữ thôi đấy. Да? Fin. Fin đấy. Да? Fin đấy. Да? À các Финка. Финка, да? Финка. Хорошо. Как зовут финн? Uh, как зовут финн? А, Анча, а Англия, Финланд, ты Его зовут Кари. Кари, да? Кари. Хорошо. Uh, его зовут Кари. А как uh, зовут Финку? Кугай, Финланд, ты лази? Ее зовут Сирна. Сирпа. Да? Сирпа. 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 <соц> да? Сирпа. А, сирпа. Эмдэм, а. они, говорят да? они говорят по фински. По, фински, да? Они говорят по фински, да? они вместе получается финны, они... да? Финны. финны. Они финны. Так, хорошо. А теперь у нас Америка, да? Америка. А, теперь у нас Америка. Так, Америка. А, Америка. Да. Америка. Так. А, это страна Америка, да? Америка. Да, теперь называется Америка. А, лами. Так, хорошо. Какой у них язык? А, у них английский язык. У них английский язык, да? Анг. Английский анг язык, да? Английский анг язык, английский. язык да? Хорошо. А как называют? Как называется мужчина в Америке? Американец. Американец, да? Американец, да? Американец, да? Так, хорошо. А, как называется женщина в Америке? Американка. 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 А как американца зовут? Том, да? Том. Том. А как женщину зовут? американку как зовут? Джулия. Джулия. Джулия, да? Джулия, да? Жуля, Жуля. И они вместе, получается, кто они? Американцы. Американцы, да? Американцы, да? Американцы. Так, хорошо. Они между собой говорят на каком языке? Они говорят по-английски. По... Они говорят по-английски, да? Хорошо. Так, а теперь есть страна, как Данше. называется? Больша. Поли. 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 Да? Польша. Поль, Поль. Польша, да? Поли. 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 да? Польша. Это Польша, да? Польша. Так, хорошо. Какой там язык? A... Um... Там um... язык uh, uh, у них. Польский ban... ban... язык. Польский ban... язык, да? У них польский язык. Польский язык. Ja. Хорошо. А uh, как называется мужчина в Польше? Поляк, Поляк. 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 К -к -к, да? Поляк. Поляк. К -к -к. Поляк, да? Поляк, Хорошо. Да. А как называется женщина в Польше? Балка. Полика. Полика, Полика. Полика, это полика, да? Полика. Хорошо. А как, наз... как зовут поляка? Поляка. А, ян. Ян, да? Ян баланс. Пенконгайфу, Беллази. Как зовут Понку? Иренна. Иренна. Да? Иренна, да? И они вместе. Они вместе... Баляки. Поляки. Да? Поляки. Они вместе поляки, Баляк. да? Поляки. Хорошо. А, они говорят... Они говорят по-польски. Ба по -польски, да? Они говорят по-польски. По по-польски, да? Они говорят по-польски. По да? Хорошо. Thế thì, à, vừa rồi là gì? Là chúng ta đã xem là tên của các nước này. Thế và à, cách gọi này, cách gọi à, ngôn ngữ của họ này. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ xem một vài từ mới. Đấy. Một vài từ mới như sau. Chúng ta có từ Uchinik. Uchinik. Uchinik là gì? À, Uchinik là cậu học sinh. Đấy. Một cậu học sinh. Cậu học sinh. Một cậu học sinh. Uchepnik u chia bình nhật thì mới là chị, chị mới là tuyển sinh giáo khoa đấy u chia nhật là một cậu học sinh đấy à thứ hai excursa volt excursa volt excursa volt excursa là hướng dẫn viên du lịch đấy hướng dẫn viên du lịch hay là người ta còn gọi là guide <laughs> đấy <laughs> guide từ guide đấy guide đó cũng là hướng dẫn viên du lịch đấy excursa volt hoặc là guide đấy À, tiếp theo chúng ta có động từ говорить, говорить, à, говорить là gì? à là nói đấy. думать, думать, suy, suy nghĩ đấy. изучать, biết, à là изучать là học đấy, học. học, học nghiên cứu đấy, học, học. học. nghiên cứu. хотеть, хотеть, хотеть là học. mong muốn đấy, muốn, muốn cái gì đó đấy. известный, известный là nổi tiếng đấy. Rất родной родной thân thương ruột thịt hoặc là ngôn ngữ mẹ đẻ đấy. À, ví dụ nói nuôi có nghĩa là là ngôn ngữ mẹ đẻ đấy. À, nếu nói là ratnoi gorod thì có nghĩa là là thành phố thân thương à thành phố quê hương đấy, thành phố quê hương của mình đấy. nai strana là đất nước quê hương của mình đấy. À chúng ta có từ kanyeshna. À ở đây có âm ở đây có âm chờ đấy. Âm chờ này chúng ta sẽ đọc là sợ đấy. này đấy. Kanyeshna. À правильно. Правильно. Правильное là đúng đấy. А à, конечно là lẽ dĩ nhiên. À, là tất nhiên. Đó, à, правильное, là đúng đấy. Правильное là đúng. Немного. Немного. Lazi. Немного là là à không nhiều, không nhiều đấy. Đó. À chúng ta có à liên từ no, no. No là nhưng đấy. A là còn. A là còn. No là nhưng, A là còn. A là còn. A là còn. À, câu hỏi các các là gì các là như thế nào như thế nào đấy các côi cũng là thế như nào? thế nào nhưng mà các là dùng dùng với trạng từ đấy dùng với trạng từ đấy. À, các là dùng với trạng từ đấy. đó à, thế còn các côi thì là dùng với tính từ đấy. dùng với tính từ à, các côi các côi uh, viết chẳng hạn các côi sư viết luôn sư viết crass viết đấy các thì bao giờ đằng sau các này người ta cũng thông thường là gì cộng với động từ đấy cộng với động từ đấy. À, đã trạng từ là phần thành phần mở rộng cho động từ đấy thế còn tính từ thì đi với danh từ đi với, đi với danh từ đấy đó khá thế bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau on говорит pa arabski à, cậu ta nói bằng tiếng ả rập đấy on говорит pa arabski đấy arabski là tiếng ả rập đấy à thế còn nói nếu động từ изучать мы изучаем thì phải là русский язык, русский язык, русский язык. thế vậy thì qua đây chúng ta thấy là gì nào? nếu mà chúng ta muốn nói là là nói tiếng nga thì chúng ta sẽ nói như nào? à chúng ta sẽ nói như nào? à говорит đấy, говорит, говорит по русски đấy, nói là говорит. Paruski đấy, Paruski đấy. Người pa Belaruski là nói tiếng nga, đây. nói bằng tiếng nga đấy. Thế còn nếu nói học tiếng nga thì là Izuchat đấy, Izuchat à, phải là Ruski, dứt đấy, Ruski dứt đấy. Đó. thế vậy thì em thấy đây là à cái trạng từ Ruski Paruski đấy, Paruski đấy pa thì là là mở rộng cho những động từ nào, говорит đấy, говорит này, читать đấy, читать đấy, писать đấy. Pisaj đấy. À, đó. Pa ni mat đấy. À. Pa ni mat đấy. À đó thì chúng ta có bốn động từ này đấy. À, có bốn động từ này là chúng ta có thể sử dụng với cái tập hợp là paruski đấy. Paruski. Paruski. Đó nhớ nhé. À. thế còn có những động từ khác ví dụ izuchat à izuchat znat đấy. Znat đấy. Znat đấy. À, Izuchat là biết hoặc là học đấy thì chúng ta sử dụng là ruskia dịch đấy à chúng ta không nói lẫn nhé không nói là gavarit ruskia dịch hoặc là không nói izuchat paruski đấy hoặc là znat paruski đấy đó không nói nhé rất đấy à sốc đấy đấy à thống nhất như vậy nhé tạ à bởi vì tất cả các bạn là thường thường nói lẫn lộn linh tinh cả đấy lẫn lộn câu này câu này lắp xuống đây câu dưới này lắp lên trên này đấy. thậm chí có bạn còn nói là paruski dịch luôn đấy đó Chứ vậy thì à, đây là cái lỗi mà khi người nói người học là người việt học tiếng nga hay nói nhầm không những là người việt mà kể cả người nước ngoài người ta học tiếng nga hay nói lẫn như vậy đấy ta casual à bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính của bài nhé chính của bài hình chính của bài thì do là các em đã em đã biết hết biết hết rồi về kiến thức biết hết rồi thì giáo sẽ kể cho em nghe kể cho em nghe và sau đó thì em phải kể lại được đây thể lại được đó à chúng ta sẽ có có bức tranh như thế này à chúng ta sẽ nhìn thấy đây chúng ta thấy ai nào cái nasa, à. nasa, nasa grupa đấy nasa grupa nasa grupa là gì cái lớp học của chúng ta đấy hay là cái nhóm học của chúng ta thực chất ra cái từ grupa là một nhóm người nhóm người đó à не вайла. а это наша группа. А, это Иван Петрович. Иван Петрович, да, а, да Тай. Иван Петрович, да? он он преподаватель. Он кто? Он преподаватель, да. Что он преподает? А, чем он преподает? Преподавать. Да? Преподавать. препо да да вать, да? Преподавать. Преподавать

и без ожидания, да, я даю ему индуина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чем такого? Саундред, да? А, чего давай, Ландред Кевит, индуина, да? Это Том, Это а, Том. У него тут написано USA, да? Он американец. Он американец, да? И он студент. Он студент. Его родной язык английский. и его родной язык английский. Vậy chúng ta sẽ kể là gì nào? À, các giáo vụt đấy. À, chúng ta sẽ nói là gì nào? Các giáo vụt. Đấy. À, các các giáo vụt. Các giáo Đấy. Câu thứ hai chúng ta kể là gì nào? À, câu thứ hai chúng ta sẽ nói là à, atkudaun cú Đấy. atkudaun cú câu ta là ai đúng không? Là ai đấy. À, hay là chúng ta sẽ nói như thế nào? Tô ổn, tô ổn, À, po uh, nacional nè na -si o na đấy à, về uh, về dân tộc cậu ta là ai đấy à, thứ ba là kto on po pra phía sĩ à, là si, đấy là về nghề nghiệp cậu ta là ai đấy à các khối y vú rắt đấy à các khối rắt nối hoặc là y đấy hoặc là ví đấy ra mi gì đấy đấy à, đó chúng ta còn có thể nói thêm là gì nào cả cái à, gì vua gì vua hoặc là gì vú ra này à, stran na đấy à cả cái gì vú hoặc là gì vú ra này stran đấy đó như vậy thì đây là cái tựa cái tựa để chúng ta nói đây. đấy đó như vậy thì bây giờ thì ta nói cho em là gì nào à ấy tồn đấy Зовут Том. Как зовут? Зовут Том. Да? Как зовут? А, его зовут Том. Да? Да. Его зовут Том. А, он американец. По национальности он американец. Да? А, и он студент. Он по профессии. Он студент. Да? Его родной язык английский. Да? Его родная страна он а, Америка. Да? Америка. В этих Том. Хорошо. À, bây giờ chúng ta kể về nhân vật thứ hai của chúng ta đó là cô gái này đấy, cô gái này. Esta sirpa. Sirpa. À, chúng ta sẽ à, ghi đây là anh chàng đây là gì nào? Tôm đấy, tôm. Đó. Thế và người thứ hai của chúng ta là sirpa đây. Chúng ta sẽ ghi đây là cô sirpa. Sirpa. Sí sirpa. À ta Esta sirpa. Anna Finca, pa nacionalnosti, -si. Finca. Da? Pa profesia na excursavot. Chúng ta có từ excursavot là gì? Excursavot. Lúc nãy chúng ta học rồi. Đấy. À, học rồi. Là à, người hướng dẫn du lịch. Đấy. Hướng dẫn viên du lịch. Đấy. À, nãy excursavot. Đấy. À, vừa nói xong chúng ta quên ngay được đúng không? Quên là biến chuyện bình thường thôi. Đúng không? Excursavot. An excursavot. Đấy. An excursavot. Tạc. An excursavot. Tạc. Y. À,

Ah, это Клаус, да? Это Клаус К. Клаус. Клаус, да? А, да? ah, это Клаус. Клаус, он немец, да? Он немец. А Клаус, да? Мур не да? Немец, Đức, да? Он известный, немецкий журналист. Который, là, là một, mm. à, известный, да? Ну и известный журналист. Журналист по нелези. phóng viên à là phóng viên phóng viên người Đức nổi tiếng đấy. Он говорит он говорит по английски и по французски đấy. Cậu ta còn nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp nữa đấy. У него родной язык немецкий язык немецкий. Cái ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ta là gì? У него родной язык немецкий. Но он говорит хорошо, но он говорит хорошо по английски и по французски. Tác, à, tiếp theo chúng ta có anh chàng gì đây anh chàng này là Ramon đấy, Ramon, 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 à các tụi ta quay Ramon, à nghe cái từ Ramon còn nhớ không? Ramon là ai? Không. On Espanyol, đấy, anh ta là người tây ban nha đấy, On Espanyol, ngôn ngữ tiếng Anh là còn nhớ cái từ художник là ai không? Художник, а Ла а си, да? Он художник, шин. да? А, его родной язык какой? А, испанский, да? Его родной язык испанский. Испанский. И его родная страна какая? Какая его родная страна? Да. Да, какой гонка, да, лази? А, Испания, да? Испания, да? Испания. Испания, да? Испания, да? Испания. ta ra Bây giờ có, chúng ta có anh chàng béo này đấy. Anh chàng béo này là người Ả Rập đấy. On <laughs> Ả Rập. Chúng ta là người Ả Rập, Ả Rập đấy. On yobozabut, kushin. On Ả Rập Về dân tộc thì cậu ta là người Ả Rập đấy. On Ả on Ả Rập. Бакуталя, бакси, он врач, да? да, он врач, он а, говорит по арабски. И а, получается, что его родной язык, его родной язык арабский, да? Арабский. А, арабский, да. И его родная страна, а его родная страна Алжир, Алжир, да? да, его родная страна Алжир. Так, хорошо. А ты тел И последняя, да? У нас кто? Последний герой. Чем такой вот, ты герой, да? Ге герой, герой, ла, не да? Герой, Последний герой у нас это это Ирена, да? А uh, кугали ла? Ирена, Ирена, да? Ирена. А uh, Ирена у нас она Полика. А, uh, конечно, ты понял, <свец> 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 Polica. Ba Lan. À, là người Ba Lan, đó, cô gái người Ba Lan. Anna Polica. Đấy. Anna is <laughs> a girl. À, cô ta, cô ta nói gì Là, là Anna, Anna is, is. a Đấy. Anna is a Warsawy. À, Warsawy có nghĩa là cô ta từ từ thành phố Warsaw. Đấy. À, cô ta là từ thành phố Warsaw. Warsaw là thủ đô của Ba Lan. Đấy. Thủ đô Ba Lan. Так, она из Варшавы. Она из Варшавы. И ее родной язык какой? Какой ее родной язык? Ма, ну. Польский. Польский. Да? Польский. Думал? Польский. А, ну, на на да? А, Польша, Польша, это польский язык, да? А, его родная страна, ее родная страна, да, да, Польша. là Ba Lan đấy. Polsha, đấy, Polsha. Tả Krasho, thế như vậy là gì? Đây là à, tất cả một lớp học của họ đấy. À, Zachem Aji, Aji Tutsabralis. Họ tập trung vào đây để làm cái gì? À, tập trung vào đây để, để nghe thầy giáo dạy đấy. Thầy giáo dạy. Aji Izuchayut đấy. Aji Izuchayut. Ruski Yizuk đấy. Aji Izuchayut Ruski Yizuk. Họ học cái gì đây? Họ học tiếng gì đây? Они изучают русский язык, да? Они хорошо говорят по русски. они немного, да? они немного, да? они немного понимают по-русски, да? немножко. Они немного понимают по-русски. Да? Они немного понимают по-русски, да? rất Thế thì vừa rồi là thầy giáo đã à, giới thiệu cho em toàn bộ về một bài tập đọc đấy, bài tập đọc. Như vậy thì bây giờ thầy giáo sẽ gửi cho em cái bài tập đọc đó nhé, à, bài tập đọc đó đây, đấy. Đây là toàn bộ bài tập đọc thầy giáo vừa nói đây, đấy. Đó, nó sẽ gửi cho em như thế nào này? Gửi cho em trên điện thoại nhé. Đó, đây này. đó. Bây giờ em nhìn thấy trên điện thoại của em đây cái bài tập đọc đây, đấy. À, toàn bộ vừa rồi thầy giáo nói rồi.

испанец. Он художник. Его родной язык – испанский. А Хусейн – врач. Его родная страна – Анжир. Он говорит по-арабски. Клаус – известный немецкий журналист. Но он хорошо говорит по-английски и по-французски. А это я. Меня зовут Ирена. Мой родной город Варшава. Как вы думаете, какой мой родной язык? Правильно, конечно, польский. Мы все изучаем русский язык и немного говорим по-русски. Да, Ты вот это ngữ điệu của cái bài hơi mệt tí đúng không có mệt không nào nói thật nào yeah. hơi mệt đúng không hơi mệt hơi yeah. hơi bị căng thẳng hơi bị hắc não một chút đúng không đấy à yeah. hơi bị hắc não một chút tức là gì thầy giáo nhồi cho em hơi nhiều kiến thức đấy à nếu mà nhiều nhé thì em bảo thấy hơi thầy dạy hơi nhiều đấy à không có là em sẽ bị chán nhé đó yeah. thì làm gì dạy em phải cảm thấy hứng thú và nó không bị chán cơ nhé còn nếu mà dạy chậm quá thì lại lại nhàm quá thì là em lại cũng không thích đấy đó vậy thì yeah. chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ nhé shot đấy đấy đã yeah. và quan trọng nhé em hứa với thầy nhé không được bỏ nhé không được yeah. bỏ giờ nào nhé à kiên quyết yeah. theo đến hết 20 bài nhé nhất trí yeah. chưa Dạ. Yeah. à nhất trí shot lát nè Paka Desida nhé Paka Paka